AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Theo thông tin AFK Mobi có được thì tựa game nhập vai đấu tướng đại chúa tể Mobile đã được nhà phát hành eGame mua về Việt Nam thành công, dự sớm đến tay game thủ Việt ngay trong tháng 5 năm 2021 này. Đại chúa tể eGame là tựa game mobile được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thiên Cầm Thổ Đậu. Tham gia vào game, người chơi sẽ hóa thân thành học viên của Bắc Linh Viện, từng bước tu luyện dưới sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành để được sự công nhận của Đại Thiên Thế Giới lưu tên trên thương khung bảng. Trong game sẽ có rất nhiều hạ vị diện gồm Bắc Linh Cảnh, Bắc Thương, Phá Thiên, Thiên La. Trong mỗi hạ vị diện sẽ lại có các vùng đất rộng lớn khác nhau. Lúc này người chơi cần vượt qua từng hạ vị diện để có thể đạt đến cảnh giới cao hơn. Khi hoàn thành vượt ải có thể nhận được linh châu vật phẩm khá là cần thiết để kích hoạt linh mạch, tăng mạnh thuộc tính cho nhân vật. Do là một game nhập vai đấu tướng chiến thuật mang lối đánh turn-based, dễ chơi dễ hiểu mà đại chúa tể Mobile có thể tiếp cận số đông người chơi dòng game Card Battle ở Việt Nam. Thêm một điều mà bạn sẽ thích ở trò chơi này chính là việc game sử dụng cốt truyện võ hiệp quen thuộc và lồng ghép thêm những yếu tố hiện đại trong tạo hình nhân vật để mang đến những trải nghiệm mới lạ cho game thủ cảm nhận. Về mặt đồ họa, sản phẩm sử dụng Engine Unity 3D thế hệ mới nhất nhằm tái hiện lên một thế giới giả tưởng rộng lớn, nơi ẩn chứa nhiều phép thuật và võ thuật uy chấn thiên hạ. Theo đó, những nhân vật chính phụ trong game được thiết kế ngoại hình chi tiết, sao cho thể hiện được cá tính riêng của từng người với sức mạnh tiềm ẩn bên trong khó đoán của các bộ kỹ năng chủ động, bị động vô cùng đa dạng. Đặc biệt trong trận chiến, thay vì chỉ nhìn một phía người chơi có thể xoay 180 độ khung hình để trải nghiệm hoàn hảo nhất mọi hiệu ứng skill hoành tráng của các nhân vật cũng như của trận hình. Tất cả nhằm đem đến những trải nghiệm sống động và đầy hoa mỹ cho người chơi cảm thụ bên cạnh kho nhân vật, hệ phái đồ sộ. Bù lại lối chơi của game Đại Chúa Tể Mobile không có nhiều khác biệt so với các game thẻ tướng hiện nay khi cho phép người chơi có thể chiêu mộ và phát triển đội hình 6 người hồng tham gia các phù bản, vượt ải, leo tháp, lôi đài hay đi chiến trường để nhận thưởng. Tại đây, người chơi có thể tùy chọn nhân vật, sắp xếp vị trí tham gia đánh quái và nhận những trang bị và nguyên liệu giúp tăng cường thuộc tính cho nhân vật. Song điểm đáng lưu tâm của game đó là ngoài dàn tướng sở hữu ưu nhược, sắm vai trò tác chiến riêng biệt, thì Đại Chúa Tể còn mang đến 4 phe phái thiên phạt. Ma đạo, vô song và loạn thế. Các phe này đều có thể khắc chế lẫn nhau, tăng 20% sát thương lên phe bị khắc chế. Điều này sẽ thay đổi đáng kể chiến thuật chiến đấu trong mỗi trận chiến của người chơi. Thậm chí tính chiến thuật trong trò chơi còn được tối ưu hơn nữa nếu game thủ có thể kích hoạt được hết những công năng bổ trợ sức mạnh trận hình như kích duyên, linh mạch, thiên phú, xét trang bị, nâng cấp tướng, vận đồ thời trang, nuôi pet v.v. Game còn sở hữu một số hoạt động tương tác đáng chú ý khác như ban chiến liên server, đi săn liên server, linh tàng, bảng xếp hạng thiên địa, boss tổ đội, PK liên server, đại chiến săn linh thú, giải đấu vô địch thiên hạ. Chỉ độc quyền ở AFK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoàn mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi, vậy còn chờ chi, chỉ ngay đi.